Chào các bạn. Hôm nay vừa mới qua chỗ Đồng Nát thì cũng lượm được một đống các cái loại motor khác nhau đây. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn các cái motor mình lượm được, xem cái nào còn sống hay chết và còn sử dụng được hay không, như thế nào và cách sử dụng nó như thế nào. Thì đầu tiên các bạn thấy đây là một cái motor nhỏ nhưng mà nó cũng mất hết thông số rồi, cũng không biết nó là dùng bao nhiêu. Bây giờ mình đây, cái trục của nó này thì vẫn còn còn quay được, không bị kẹt. Thì bây giờ mình sẽ lấy một cái điện áp mình thử và xem như nào. Đây, cái điện áp này của mình sẽ dùng cái điện áp này là 12V này, 12,5V. Mình ốp nó thử vào đây xem nào. Ồ, vẫn chạy được, ngon ạ. Vẫn chạy được, chạy ngon lành luôn. Đó, vẫn chạy được. Bây giờ tháo cái băng dính này, nó dính ở đây là cái gì đây ta? Nó lại có một cái gồ ở đằng sau đít này, là để làm gì đây? Wow. Ui, các bạn thấy nhìn thấy này. Cái motor này xịn sò vãi luôn. Này. Đây các bạn có thể nhìn thấy ở đằng sau của nó là nó còn có thêm cả một hệ thống các cái mạch điện này. Đây mạch điện này với ở đây nó giống như là kiểu đây này, đây này nó là cái cảm biến để nó đếm số vòng thì phải. Đó, đây các bạn nhìn thấy cái trắng trắng ở giữa nó khoét các cái rãnh lỗ đấy. Thì ở đây nó sẽ có một cái sensor, khi mà nó phát ra một cái tia ánh sáng thì cái sensor bên bên kia là nó sẽ thu lại, và cứ khi mà nó qua cái lỗ đấy thì là nó nhận là đếm được cái số vòng hay số lượt quay của cái motor này. Wow, cái này hay phết đấy nhỉ. Đó, đây các bạn thấy đây là cái sensor này. Đó. Còn ở giữa này, đây là cái số vòng quay này. Đó. Ở đây nó đang bị cắt mất ba cái dây tín hiệu này, ba cái dây tín hiệu này nó bị cắt mất rồi. Đó. Ô, nhìn ngon phết nhỉ. Đây mình nghe thử nè, quay lại cho các bạn xem. Đây sẽ dùng điện 12V kẹp nó vào. Đó, các bạn nhìn này. Đó, ấy, quay ngon luôn. Cái này hay đấy nhỉ. Cái motor này cũng không biết là nó sử dụng ở trong cái thiết bị gì nữa. Rồi, tạm thời để nó sang một bên đây đã. Để về sau mình sẽ dùng cái này mình chia cháo để lấy cái tín hiệu đếm số vận tốc, số vòng chẳng hạn. Rồi, tiếp theo, đây là một cái củ motor này, nó giống như kiểu là cái bơm. Đây cũng chả thấy ghi thông số gì cả. Khả năng nó chỉ chạy đến 12V. Các bạn nhìn thấy trông nó kiểu như một cái bơm. Cái đây là đầu hút này, còn cái đây là đầu đẩy này. Giống giống thiết kế như một cái bơm luôn. Đây, mình thử xem nó còn chạy không. Bây giờ mình vẫn đang dùng cái điện 12V nhé. Đấy. Chạm. À vẫn chạy ngon lành. Ở đây mình không có nước ha. Cái này hôm nào để mình nối xong mình cắm nước và xem là có bơm được không. Cái này làm máy bơm là ngon đấy. Này, ở đây có một củ đây. Ở đây thì có hai cái motor này. Nó dùng cho cái máy photocopy các bạn ạ. Cái này là hai cái để lấy ở trong cái máy photocopy nhé. Đây là hàng này, hàng của Nhật luôn các bạn ạ. Made in Japan này. Đó. Chạy điện áp 24V luôn. Còn cái này nó bị mờ mất thông số rồi. Thế nhưng mà đây là nó sẽ dùng dây đai, nó tải này. Ở đây nó sẽ có các cái rãnh này. Thì ở đây nó cũng sẽ là có cái cảm biến để nó sẽ đếm đếm số vòng, hoặc là đo vận tốc của động cơ cũng giống như cái này này. Nó có thể đếm số vòng và có thể đo được cái vận tốc của cái động cơ như này. Đấy. Thường cái này thì thông thường nó sẽ đếm đo vận tốc là nhiều hơn. Đây, cái này nó cũng thế này. Đấy, cái cảm biến này. Nó sẽ có hai cái cảm biến nó kẹp vào hai bên này.
Ở đây mình không thấy nó ghi là bao nhiêu vôn nhỉ? Mình thử ốp cái điện 12V này vào xem nào. Xem còn chạy không? Bây giờ mình test thử nó chạy hay không chạy thôi đây. Ngon, vẫn ngon ngon này các bạn. Cái hàng của Nhật có khác. Đấy, hai cái quả này hàng của Nhật nữa nên là vắt cũng tương đối lâu rồi, nhìn cũng vẫn còn xịn sò đấy. Ở đây thì các bạn có thể thấy là cái trục motor này nó bị lệch đi, thì cái này nhiều khả năng nó là cái dạng motor giảm tốc, nó sẽ có các cái bánh răng này. Nó vừa giảm tốc và nó vừa tăng lực, hoặc là nếu như nó tăng tốc độ lên thì nó sẽ giảm lực đi. Nó giống như cái số xe máy ấy. Số thấp thì lực kéo khỏe, còn số cao thì lực kéo yếu nhưng mà tốc độ cao. Đây nó sẽ có hai chân, cái này là dùng 24V, mình sẽ tăng cái điện áp lên 24V. Rồi, bây giờ đo xem là điện áp 24V. Rồi, đang điện áp 24V bây giờ. Bây giờ mình sẽ kẹp nó vào, nhưng mà bây giờ không có cái dây kẹp thì mình sẽ dùng tạm cái dây thiếc này vậy. Rồi, bây giờ mình sẽ chạy thử xem nha. Wow, chạy ngon là cái nào đấy, vẫn còn chạy ngon đấy các bạn. Bây giờ mình thử kẹp cái kim này vào xem là nó có kéo được không nhé. Cái này nó không không chặt. Ui, kéo khỏe lắm ạ. Kẹp chặt như này mà vẫn kéo bình thường. Đó. Đúng là motor nó có cái hộp số có khác, kéo khỏe lắm. Rồi, ok, cái này mình sẽ để là tí nữa mình sẽ mở cho các bạn xem cái hộp số bên trong nó như thế nào. Ui à, cái điện đang chập. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp theo, đây nó là một cái motor DC 12V, thì thông thường cái motor này nó sẽ hay dùng cho cái quạt mình lắp ở trên ô tô này, cái đời cũ đời xưa ấy, nhưng mà các bạn nhìn thấy trên ô tô nó có hay cho cái quạt nó lắp bằng cái dạng motor này, thì cái này 12V thì bây giờ mình sẽ thử xem là nó còn chạy hay không. Vẫn chạy ngon lành các bạn này, vẫn ngon này. Đó, vẫn ngon. Cũng còn chân chu lắm, ngon đấy. Đồ đồng nát cái thứ vớ được mấy cái quả motor này ngon phết nhỉ. Mà bây giờ mình sẽ mở cái này ra cho các bạn xem là cái hộp số ở bên trong nó như thế nào. Các bạn có thể nhìn thấy bên trong của nó thì nó sẽ có hai cái bánh răng, thì ở đây các bạn có thể, đây là cái trục chính của nó này, trục chính này nó sẽ chuyển động qua một cái bánh răng này, đó, bánh răng này, xong bắt đầu nó sẽ lại chuyển động qua cái bánh răng ngoài này, đó. Cái bánh răng này nó không biết nó bằng kim loại hay bằng nhựa đây ta. Này bằng kim loại các bạn ạ, bánh răng kim loại. Đó nên là nó cực kỳ khỏe luôn. Bánh răng cái này nó là dùng trong các cái máy photocopy ấy. Cũng là hàng của Nhật cậu khác, các bạn nhìn thấy nhìn nó cứng cáp và nó chắc chắn. Hàng sản xuất tại Nhật luôn. Ngon lành cành đào. Ở đây mình thử mở cái này ra xem nào. Bạn có nhìn thấy cái motor này là motor chổi than luôn các bạn nhé. Đây là motor chổi than này, chổi than của nó này. Nó có bị bốc chút nhưng mà chổi than cũng còn tương đối nhiều đấy. Đây các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Đây nó là
cuộn dây của chúng ta đây, cuộn dây này, cái này nó bị chặt ở trên kia này, không rút được ra đây. Nó sẽ có một cái vòng bi đệm này. Đấy. Vòng bi này khả năng là nó cũng khô dầu nhớt rồi nên là thấy vẫn nghe nó có được tiếng động kêu rè 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 khi mà quay. Đó. Đây, quả nam châm này, ba cái quả nam châm ở trong này. Đây các bạn có thể nhìn thấy này, đây hàng của Nhật đấy, trơn tru ngon lành luôn đấy. Nó có vòng bi ở đây, nó sẽ có vòng bi, mình muốn tháo ra mình phải, phải rút ra đây, quay rất trơn. Các bạn có thể nhìn thấy cái độ trơn của nó cực kỳ tốt, nó không hề có một cái độ dơ nào cả, hoặc là dơ rất ít nhưng gần như là không có, nên các bạn có thể quay này. À. Quá ngon lành cành đào luôn, còn motor xịn. Ok, mình cũng vừa mới chia sẻ cho một số cái món đồ đồng nát mà mình mới vừa lượm được. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi video của mình. À, hãy nhớ ủng hộ kênh của mình bằng cách nhấn chuông, đăng ký, like, chia sẻ để nhận được nhiều cái video mới hơn. Cảm ơn các bạn.